Thưa quý vị và các bạn, cây sầu riêng mặc dù cho giá trị kinh tế rất cao, song đây là loại cây ăn trái rất mẫn cảm với thời tiết, xâm nhập mặn, nhất là dễ bị chình hại tấn công, dễ dẫn đến rủi ro cao trong sản xuất. Chính vì vậy, Viện Cây ăn quả miền Nam đang phối hợp với nông dân quê Cây Lậy thực hiện thí điểm quy trình kỹ thuật thâm canh tổng hợp cây sầu riêng cho các tỉnh Nam Bộ. Muốn cây sầu riêng sinh trưởng và phát triển tốt, trước tiên phải bảo đảm các yêu cầu về sinh thái như đất trồng phù sa, nước không nhiễm mặn, lượng mưa dồi dào như ở vùng đất phía tây tỉnh Tiền Giang này. Nông dân có thể chọn hai giống sầu riêng chủ lực để trồng là Ri Sáo và Món Thon, để không những cho năng suất chất lượng cao mà còn được người tiêu dùng ưa chuộng. Theo đó, kỹ thuật trồng, kỹ thuật bón phân và một số kỹ thuật chăm sóc khác như tạo tán, tỉa cành, xử lý ra hoa, tỉa hoa, tỉa trái, nhà vườn cũng chăm chút tỉ mỉ và tuân thủ theo hướng dẫn của các nhà khoa học thì cây mới khỏe mạnh, đủ điều kiện cho năng suất cao. Mục đích của cái quy trình thâm canh tổng hợp cây sầu riêng cho các tỉnh là Nam Bộ là để cho có một cái quy trình thống nhất để chúng ta áp dụng vào cái vườn sầu riêng chúng ta để đạt được cái năng suất, cái chất lượng nè, và quan trọng là cái tính ổn định. Đặc biệt là những năm gần đây cái thời tiết bất lợi như là hạn hán thường xảy ra, xâm nhập mặn thường xảy ra, thì chúng ta phải có cái quy trình thống nhất để chúng ta áp dụng như là trữ nước như thế nào hay là giữ nước như thế nào để cho cây sầu riêng chúng ta nó không bị tác động mạnh mẽ của cái hạn mặn xảy ra. Mặc dù có thâm niên hơn 20 năm canh tác sầu riêng, song trong mùa vụ này, anh Lê Chí Đức, ấp Xuân Quang, xã Hội Xuân áp dụng quy trình kỹ thuật thâm canh tổng hợp cây sầu riêng thay cho thói quen canh tác cũ đã cảm nhận được hiệu quả rõ rệt. Ghi nhận nhất là sự quản lý toàn diện dịch hại từ khi cây ra hoa đến khi thu hoạch trái để chủ động phòng trừ, giảm chi phí thuốc bảo vệ thực vật và chất lượng trái đạt an toàn vệ sinh thực phẩm. Có một số điểm hay là về thứ nhất là về xử lý ra bông, tức là nó xử lý nó không ra bông, nó ít bị cháy lá. Thứ hai nữa là cái xử lý mà đậu trái khi nó ra đọt, đang ra đọt mà nó đang mang trái, đang sổ nhị xong mà nó ra đọt thì nó xử lý cũng ít rụng trái. Về cái kỹ thuật cải phân là cho nó trái nó tốt nhưng mà nó không có ra đọt. Cây sầu riêng được mệnh danh là trái cây vua về thu nhập trong ngành hàng cây ăn trái, nhưng cũng đòi hỏi nhà vườn phải bỏ công bỏ vốn khá lớn thì mới có thể đầu tư sản xuất một vụ mùa. Nhất là kỹ thuật canh tác phức tạp, đòi hỏi nhà vườn không những chăm chỉ chăm sóc mà còn nhạy bén áp dụng kỹ thuật mới vào canh tác như quy trình kỹ thuật thâm canh tổng hợp do Viện Cây ăn quả miền Nam thí nghiệm, đúc kết thành quy trình và chuyển giao cho nhà vườn áp dụng thì mới có thể hạn chế rủi ro, tăng lợi nhuận.